OK, chúng ta sẽ đến một cái video thứ hai. Chúng ta sẽ nói về là Bitcoin các cái uh, thông tin on trên của Bitcoin nó khá là thú vị trong cái video này mình sẽ muốn chia sẻ mọi người. Uh, thứ nhất là cái lượng Bitcoin nó nạp vào sàn, uh, Bitcoin ETH nó nạp ra và vào vào sàn. trong đó chúng ta sẽ so sánh và tìm hiểu về cái uh, cái lượng mà Bitcoin hợp đồng thông minh, à, cái, cái hợp đồng Open Interest tức là cái hợp đồng uh, gì nhỉ? Hợp đồng tương lai của Bitcoin ở trên sàn CME thì nó đang ở cái giai đoạn nào. Đó và chúng ta cần chú ý cái điều gì trong giai đoạn này. Khá là nguy hiểm khi mà nó đang tăng khá là cao. Đấy chúng ta xem kỹ hơn ha. <laughs> rồi uh, xem hành động của các cái con cá voi nó như thế nào. Đấy, rồi chúng ta xem một chút về cái Bitcoin ETF của bên Canada thì nó đang làm cái gì. Rồi ok. Đầu tiên thì là cái lượng Bitcoin nó đang được nạp vào trên sàn khá là nhiều so với tuần trước. Tuần này thì uh, như mình đã nói rằng là nó đang có cái dấu hiệu mà uh, Quay trở lại của cái phe gấu Tức là nhiều người đang sợ hãi Và muốn nạp cái lượng bitcoin lên sàn Để bán khi mà giá nó quay trở lại Cái khu vực 45.000 uh, Cái khu vực 45.000 này thì nó đã quay lại uh, Khá là nhiều lần Trong cái vài tháng gần đây <laughs> 1, 2, 3, lần này lần tư rồi Thế thì uh, đã, đã khá lâu rồi Nó chưa quay lại Chúng ta phải có từ ngày mùng 2 tháng 3 đến thời điểm hiện tại Thì uh, là khoảng 20 24 ngày hơn 20 ngày là chúng ta chưa nhìn thấy cái giá khoảng 44 45 000 Ra điểm hiện tại là có nhiều người người ta cũng đã sốt ruột và có thể là người ta sẽ cho Bitcoin lên sàn để có thể là nạp vào để bán. Rồi chúng ta xem là cái lượng nạp vào đây nó cũng cao trên mức trung bình 30 ngày. Trong khi lượng rút ra thì cũng khá là khiêm tốn ha. Thế thì cho thấy rằng là phe phe mua đang bị gọi là đuối thế. Ngược lại thì ETH lại có một cái sự gọi là nhất quán về cái việc là rất là nhiều người rút ra ETH đang tạo những cái khu vực đáy thấp hơn rất là nhiều so với uh, những cái thời điểm mà đỉnh cao mặc dù là giá đang thấp nhưng không có nhiều người uh, bỏ cái ý định là thu mua thêm Bitcoin uh, thu mua thêm ETH người ta vẫn tiếp tục mua chứ không hề bán ha rồi uh, cái lượng uh, đây đây là cái quan trọng mà mình muốn chia sẻ với mọi người đây tức là cái um, lượng mà hợp đồng open interest tức là những cái hợp đồng mà hợp đồng mở ở trên sàn EMI về Bitcoin nó đang ở cái mức khá là cao ở cái mức gọi là bao nhiêu nhỏ 13.000 để cho số to quá đọc không rõ luôn 13 triệu đấy trời 13 tỷ cái này là đô à đúng là 13,948 tỷ đô trời, chưa bao giờ để ý cái số này bây giờ mới để ý đây ha 13,948 tỷ đô. Bitcoin đang được mở ở trên sàn CME. Thế thì chúng ta thấy rằng là đang là cái giai đoạn mà khá là cao trong khi giá Bitcoin thì khá là thấp. Đó. Thì nó trùng với lại cái giai đoạn mà giá Bitcoin đang ở tận cái khu vực là 50.000. Thì lúc đó là cái lượng giao dịch ở trên sàn CME nó khoảng 13,7 13 tỷ đô. Rồi Uh, cái thời điểm cao hơn là 15 tỷ đô thì lúc đấy giá Bitcoin đang ở 57.000. Đấy, thế thì liệu có phải là nó cũng giống cái đợt này không? Giống cái đợt mà đâu đó khoảng 27 tháng 12 là giá Bitcoin nó sẽ đi tụt xuống sau khi mà các cái nhà đầu tư họ, họ nạp vào trong họ hứng khởi ở trong cái cái việc là đầu tư các cái hợp đồng thụ, uh, hợp đồng mở trên sàn Semi không? Thế thì uh, chúng ta lại phải xem vào cái funding rate funding rate ở cái thời điểm đó và thời điểm này nó khác nhau như thế nào ở cái thời điểm đó chúng ta thấy liên tiếp rằng là những cái ngày funding rate đang ở cái mức gọi là dương tức là có nhiều người cho rằng cái lượng bitcoin à, cái cái giá bitcoin nó sẽ tăng ở trong thời gian tới tức là hầu hết các cái hợp đồng mở này đều cho rằng bitcoin tăng nhiều hơn so với lại những cái người mà cho rằng bitcoin sẽ giảm thế nhưng cái thời điểm hiện tại thì cái cái sự tranh lệch đấy nó không quá lớn nó rất là nhỏ cực kỳ nhỏ trong khoảng thời gian rất là dài rồi. Vậy thì thể hiện rằng là các nhà đầu tư họ đang 50 50. Mặc dù là rất nhiều người đặt uh, tham gia vào cái việc là uh, đặt cửa rằng Bitcoin sẽ lên hoặc xuống ở trên sàn CME nhưng đấy, cái cái hợp đồng tương lai của trên sàn CME thì nhưng mà uh, cái lượng mà người đặt lên và người đặt xuống là ngang bằng nhau. Thế thì cái điều này nó sẽ không có hề giống với cái giai đoạn mình vừa mới nói là khoảng tháng 12 và khi mà cái cái lượng uh, hợp đồng CME cái hợp đồng tương lai nó tăng nó cao như thế này thì rất có thể có những cái cú mà giật lên giật xuống rất là mạnh để có thể là để có thể là rút bỏ hoặc là nó sẽ vào những cái thời điểm mà vào các ngày thứ sáu của ở bên Mỹ để họ có thể là họ có thể là đáo hạn các hợp đồng tương lai ha. Thế thì thời điểm đó là cái thời điểm mà giá cả nó sẽ sự sẽ có sự uh, thì nhờ ừm um, lên vút xuống rất là mạnh. Thì uh, thời điểm hiện tại là 26 tháng 7 à ngày thứ 7. Bây giờ là 12 giờ thứ 7 thì tức ở bên Nhật thì uh, nó rơi vào khoảng 9 giờ ở Việt Nam. À đâu? Um, 12 giờ là 10 giờ. <laughs> 10 giờ Việt Nam, 10 giờ Việt Nam thì tức là khoảng 10 giờ đêm ở bên ở thế là kết thúc cái cái uh, đáo hạn CME rồi. Mà giá không có sự thay đổi quá nhiều ha không có tự thay đổi quá nhiều rồi thế thì có thể là chúng ta sẽ sẽ gặp cái sự thay đổi này vào tuần sau vào tuần sau bởi vì tuần sau nó sẽ là tuần sau lại là đầu tháng à ừ không biết thế nào ha mình không hiểu lắm về cái cmi đâu vì thực ra là mình không có tìm hiểu quá nhiều về cái tài chính của mỹ đặc biệt là chứng khoán của mỹ mình không có tìm hiểu quá nhiều nó sẽ rơi vào ngày thứ sáu tuần sau nó rơi vào ngày mùng 1 tháng 4 vậy thì liệu nó có đáo hạn cái hợp đồng của toàn bộ tháng 3 hay không, rất có thể là nó sẽ đáo hạn cả cả tháng 3 ha, không ừ. biết thế nào, đấy mình sẽ tìm hiểu thêm. OK, thì đấy mình đang thấy rằng là ở thời điểm hiện tại nó đang khá là cao và nó sẽ cần phải có cái cú rũ bỏ hoặc là làm thế nào để các nhà đầu tư nó 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 giảm cái sự hứng vấn đi, thì rõ giá nó mới có thể là lên được. cái giai đoạn này là cái giai đoạn mà mình cũng cho rằng là nó sẽ có những cái cú điều chỉnh sau khi lên được khoảng 4445 nghìn, Đấy thì uh, chúng ta xem nó điều chỉnh lúc nào. Rồi đây là một cái lượng ETH nó được nạp vào trong cái uh, Bitcoin beacon chain tức là nó ủng hộ cho cái việc phát triển Ethereum 2.0 thì liên tục nó được nạp vào với cái số lượng rất là lớn. Đây là 22.000 Ethereum được nạp vào trong ngày 25, à, rất là nhiều. Đấy, nó cũng tăng lên rất là mạnh trong thời gian gần đây. Rồi đấy là on chain về trên trang crypto quan chúng ta có uh, cái những cái lượng mà Bitcoin được các cái nhà đầu tư ở Canada họ mua vào ừ. bằng cái uh, bitcoin ETF spot cái uh, bitcoin ETF spot ở bên Canada hình như là cái gì nhỉ purpose bitcoin ETF phải, phải. Ừ, đấy thế thì uh, đang có cái dấu hiệu rằng là các nhà đầu tư ở bên Canada họ đang khá là FOMO họ mua vào khá là nhiều trong cái thời gian gần đây đó trong thời gian gần đây trong cái tuần vừa qua để cho chúng thấy rằng là có khá là nhiều những cái cột xanh uh, liên tục Giật cao lên Cho thấy rằng là Các cái niềm tin Của các nhà đầu tư lớn Ở bên Canada Họ khá là tin tưởng Vào thị trường Vào thời điểm lúc này Rồi Chỉ đơn giản vậy thôi Rồi một cái Một cái đó là Cái thằng cá mập Mà cá voi Mà chúng ta vẫn Thường theo dõi nó Thì Hai ngày gần đây Là ngày 22 Và ngày 26 Nó đang liên tiếp Bán ra Bitcoin Với số lượng rất là lớn Mỗi một lần Là 1.500 bit Lần trước Là khoảng 44.900 đô Lần này thì khoảng 44.000 đô Vậy là thằng này nó đang cho rằng giai đoạn này là giai đoạn mà Bitcoin nó chưa thể lên được và nó sẽ có một cái cú điều chỉnh để nó có thể mua lại ở những cái giá thấp hơn. Thế thì đấy cũng là cái quan điểm mà mình cũng chia sẻ với mọi người kể từ video trước rồi. À, video trước chúng ta đang dừng ở đâu ha? Chúng ta sẽ đến với phần uh, phân tích kỹ thuật nào. Đây là cái video trước mình đến khu vực là khoảng 22.800 mình nói rằng là cái thời điểm này là cái thời điểm mà uh, cho thấy cái cái đà tăng của Bitcoin nó không có mạnh mẽ tăng không mạnh mẽ bằng cái bằng chứng là một số trong hai ngày thì gần đây là ngày 24 và ngày 25 chúng ta đều thấy rằng là bitcoin có những cái đợt tăng lên nhưng nó không quá mạnh trong hai ngày đều là cây nến xanh với cái volume cũng trên mức trung bình gọi là khá ổn volume khá ổn so với cái, cái thời điểm hiện tại thôi thế nhưng mà nó không tạo ra sự bứt phá về giá bởi vì là nó đang nằm ở trong cái vùng khán cứng là khoảng 44 45 000 Nó rất là mạnh ở đây nó đã nó đã chạm vào vùng này khá là nhiều lần 1 2 3 4. Nếu cả lần này là 5. Đấy, 5 lần. 5 lần và chưa thể bật được qua. Thế khi mà giá bật lên ở cái ngày hôm qua là rơi vào khoảng 45 000 Giá cao nhất là 45 000 ha. Thì có một cái nến 4 giờ nó tụt xuống rất là mạnh. Thì mình đã nói, mình đã chia sẻ với mọi người rồi là trong cái video trước ngày 24 23, ừ thì mình cho rằng là chỉ một cây nến nó sẽ không thể hiện được à đâu ngày 24 chứ. Ừ, 24 thì một cây nến nó sẽ không thể hiện được ngay cái việc là giảm giá của một cái chu kỳ. Tuy nhiên là nó đã báo hiệu rất là sớm cho việc là nó sẽ có một sự điều chỉnh. Sẽ có một sự điều chỉnh trước khi mà nó có thể thể tăng thực sự. Thì ở cái giai đoạn này mình đang thấy rằng là những cái nến nó không có quá ủng hộ cho cái việc là nó sẽ tăng mạnh lên Mặc dù là chúng ta vẫn còn cơ hội để có thể là có những cái cú bật lên đến hẳn là 46, thậm chí là 48 nghìn trước khi mà nó có điều chỉnh Nhưng mà đây sẽ là không phải là một cái đợt uh, uptrend thực sự Theo quan điểm của mình là như vậy Nó sẽ cần phải có những cái những cái mạnh tay hơn, tức là rũ bỏ mạnh hơn Thế thì chúng ta sẽ chưa biết là nó sẽ có thể tăng được đến đâu Về một cái đà tăng khi mà cái đà tăng ngắn hạn nhé đà tăng ngắn hạn chúng ta bắt đầu từ cái ngày mà 14 tháng 3 đến bây giờ khoảng hơn 10 ngày 12 ngày thì đây là một cái đà tăng ngắn hạn nó liên tục tạo ra những cái đỉnh đáy sau cao hơn đỉnh đáy trước tuy nhiên là uh, nó không mạnh thôi Thế nó vẫn là một cái đà tăng và cái đà tăng nó sẽ không đơn giản và dễ dàng để có thể là tụt xuống giống như những cái ngày trước những cái lần trước nó chỉ có một hai ngày nó đã lên rồi đà tăng này nó nó được uh, hình thành trong 12 ngày và nó không dễ dàng để nó có thể là tụt xuống chỉ trong vòng 1-2 giờ mà nó phải đi trong vòng 1-2 ngày để nó có thể tụt xuống và chúng ta đang nhìn là đến ngày ha. Rồi chúng ta muốn là uh, thị trường nó sẽ phải đi theo ý mình thì thực tế mà nó là không có, chúng ta đang dự đoán và đưa ra những cái phương án. Trường hợp thứ nhất là bây giờ nó sẽ đi lên luôn thì chúng ta sẽ cần nhìn thấy rằng nó phải có một cái bứt phá rất là mạnh ở cái khu vực này. Chúng ta vẫn còn cơ hội để tăng lên nhé. Nếu mà nó có những cái sự bứt phá rất là mạnh lên khỏi khu vực uh, sideways này khỏi khu vực này rất là lâu rồi khoảng 45 46 nghìn nó phải lên đến tầm 46 47 nghìn nó lên với một cái lực rất là mạnh và có điều chỉnh nhẹ có điều chỉnh nhẹ thậm chí là cái cây mà điều cây nến ngày mà vượt qua khỏi khu vực 45 46 nghìn này chúng ta cũng cũng có thể nó là một cái nến có dâu dài bên trên nhưng mà nó không được là một cái nến đỏ hoặc là tụt khóa mạnh tức là đá đóng cửa là phải ở trên giá mở cửa có thể là có dâu. Đấy. thế thì nó sẽ nó sẽ giúp chúng ta có thể có cơ hội là đây là một cái đà tăng lên luôn, bởi vì uh, trước đó trong lịch sử cũng đã có khá là nhiều lần nó như vậy rồi, đây, uh, đây là cái đợt mà chuyển biến từ một cái giai đoạn đầu tiên là giảm này, sau đó đi ngang và bật lên, đây đây là cái giai đoạn thứ ba, tức là giai đoạn bật lên, thế thì uh, nó cũng đã có những cái ngày đi rất là rất là yếu, volume yếu, không thể hiện được nhiều điều không thể hiện được nhiều điều nhưng có trong một ngày bật lên rất là mạnh ừ, bật lên rất là mạnh thế thì chúng ta sẽ cần phải có một cái đợt bật lên mạnh à, vượt qua được khu vực 45 46 nghìn này nếu như vậy thì toàn thị trường sẽ rất là hưng phấn rất là hưng phấn và chúng ta sẽ có những đợt tăng trưởng lên đâu đó khoảng 49 50 nghìn trước khi mà nó có cái điều chỉnh đầu tiên để bởi vì là nó nó sẽ là cái khu vực mà tiếp cận với cái khu vực, uh, gọi là gì, cản tiếp theo cản cứng tiếp theo ha, 49, 50 nghìn thế thì, uh, đấy là cái view của mình cho cái cái trường hợp mà nếu nó tăng, thế bây giờ nếu nó giảm như thế nào à, nếu nó giảm thì chúng ta sẽ có là nó sẽ loanh quanh, tạo ra những cái nến trong vòng vài giờ, 4 giờ 1 giờ break uh, ảo qua khu vực 45, 46 nghìn, Đó. Rồi, rồi tụt xuống tụt xuống, thì uh, nếu mà nó tăng lên ở khu vực đấy và tụt xuống thì cũng rất là hay Lý do là uh, với một cái đà tăng lên sau đó là điều chỉnh thì chúng ta sẽ không không lo sẽ lắng về cái việc là nó sẽ điều chỉnh quá là sâu so với cái việc nó đang ở cái khu vực tầm 37 38 nghìn mà nó, nó tụt thì lúc đó mới lo là những cái cái mức giá rất là sâu thì uh, như thế thì cũng là một cái tín hiệu à một cái một cái phương án khá là khả thi ha nếu mà trường hợp xấu nhất là bây giờ nó tụt luôn bây giờ nó tụt luôn xuống khoảng uh, ba từ ba năm những cái đoạn đấy sau đó mới bật lên tạo ra những cái 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 sự sợ hãi khủng khiếp đối với thị trường thế thì cái trường hợp đấy là cái trường hợp mà chúng ta không muốn nhưng mà nó hoàn toàn có thể xảy ra ha vì vậy là cái thời điểm này là cái thời điểm mà mình không mình không có tối ưu sóng ở thời điểm này thực tế mà nói mình không tối ưu sóng mình rất là lo lắng sẽ có thể là bỏ lỡ ví dụ bây giờ mình có thể là ừ mình mình mình, mình chốt lời một số các đồng coi nào đó mình cho thấy rằng là lợi nhuận đã khá là ổn trong khi mà mình mua ở những khu vực là 33 đến 35 nghìn thì liệu mình có mua lại được ở giá thấp hơn nhiều hay không thấp hơn khoảng 20 phần trăm hay không Bây giờ nếu khoảng 20 phần trăm thì nó xuống bao nhiêu 20 phần trăm nó phải xuống đến tận là 35 nghìn liệu mình có mua được ở những khu vực đấy không thì với cái thời điểm này là 50 50 hoàn toàn có thể nhưng mà cái nếu không thể thì khá là tiếc vì chúng ta đã trải qua một cái giai đoạn khá là dài rồi chúng ta đã mua ở những cái thời điểm giá khá là thấp rồi mà bây giờ chúng ta lại để lỡ hàng để lỡ đò. Có thể là cơ hội để chúng ta mua xuống ở 10 20% thì có nhưng mà cái cơ hội mà để chúng ta bị lỡ đò mà chúng ta bị tụt à, chúng ta vào muộn ở những khu vực 50.000 à, hay là 48.000 nó cũng khoảng 10 đến 20% tức là với lỗ 10 20% so với cái cái việc chúng ta giữ thì nó cũng có Vậy là mình sẽ không chơi cái trò 50-50 như vậy Giai đoạn này thì thôi Chấp nhận là giữ Cơ hội để nó xuống có Nhưng mà cơ hội để nó lên cũng có vì Vậy là không chơi Không chơi là 50-50 như vậy Rồi chúng ta sẽ nhìn kỹ hơn về khung 4 giờ Xem là nó có cái thông tin gì cho chúng ta hay không Thì Ở cái giai đoạn này chúng ta vẫn nhìn thấy rằng là Kể từ cái ngày 10, 12, 14 đến bây giờ Thì mỗi một lần mà Bitcoin Lên những cái khu vực mà test cái cái giai đoạn cái đỉnh cao những khu vực uh, giá cao thì đều bị có những cái cây nến cây nến mà nó gọi là xả hàng rất là mạnh và cái điều này là mình khá là lo ngại. Những cái xả hàng như thế này nó dẫn đến là cái cái nhà tạo lập thị trường họ sẽ không không thể nào mà họ đẩy lên những cái mức cao hơn được. Giá chỉ có thể đẩy lên những cái mức cao khi mà cả thị trường có cái sự thống, đồng thuận cao là không còn quá nhiều người bán, không còn hàng để mà bán là một, không còn nhiều người muốn bán là hai. Đó. Còn thời điểm này chúng ta vẫn chưa nhìn thấy sự đồng thuận của toàn bộ thị trường. Quá là nhiều người vẫn đang muốn bán để chốt lời. Kể cả là những con cá voi mà nó có lượng bit rất là lớn, hàng trăm nghìn bit như vậy, hàng vài tỷ đô như vậy nó vẫn đang cố gắng nó bán ở những thời điểm này để tối ưu sóng. Thế thì khi mà thị trường nó chưa có sự đồng thuận nhất định thì mình nghĩ rằng là cái việc nó nó đẩy giá lên luôn ở thời điểm này là thấp, nó chỉ khoảng 35 đến 25 đến 35% là nó sẽ đẩy lên luôn ở thời điểm này thôi. Thời điểm cái thời điểm này mình cho rằng là nó vẫn đang tạo sự phô mô và đi xuống sẽ có đi xuống. Thì đấy là cái view của mình đối với toàn bộ thị trường trong cái thời gian ngắn. À, còn thời gian dài thì uh, như mọi người đã biết rồi Mình là mọi người luôn tin rằng thị trường vẫn còn một cái đợt tăng trưởng rất là mạnh Các đoàn coi nó sẽ có những cái uh, Những cái đỉnh cao mới cao hơn so với cái thời điểm mà Năm 2021 2022 sẽ là cái sóng cuối cùng của Thị trường crypto này Trong cái đợt tăng trưởng 4 năm Và uh, sau đó nó sẽ có một cái đợt điều chỉnh Và đi vào một cái mùa đông uh, ngắn ngắn Độ 1-2 năm gì đấy và sau đó chúng ta sẽ tìm những cái thời điểm này và những cái đồng coi tốt để chúng ta uh, bắt đầu là tích chữ cho một cái đợt chu kỳ tăng trưởng tiếp theo. Thì đấy là cái cái view của mình đối với uh, view dài hạn của mình đối với thị trường ha. Rồi chúng ta sẽ làm điều dễ thôi. Bây giờ điều khó quá không làm được tức là không biết là nó lên lên xuống thì thôi chúng ta không có bán ở thời điểm này. Điều dễ là đó chúng ta ngồi chờ. chờ nó ra lên cao hơn thì bán, ví dụ 50.000 chẳng hạn. Bây giờ mua được ở khoảng 35.000 đến 50.000 bán cho dù là có bị lỡ đỏ nó lên thẳng phát 55.000 chẳng hạn thì chúng ta vẫn có lời nhiều hơn so với chúng ta bán được 44.000 thôi không không tối ưu gì đoạn này cả lời vài phần trăm không bỏ ha rồi uh, video ngày hôm nay thì hy vọng rằng là sẽ giúp đỡ mọi người trong một cái uh, môi trường mà à, trong cái thời điểm mà ở Bitcoin nó đang khá ảm đạm có những thông tin tích cực có những cái nhận định về ngắn hạn dài hạn để mọi người uh, thêm cái cái niềm tin trong thị trường để đầu tư Ha. nếu mọi người thấy hay thì có thể là like và share cái video này đối với cho những người bạn của mình. biết đâu chúng ta sẽ có thêm những cái chủ đề bàn tán và YouTube thì nó ưu tiên những cái video có cái lượng like lớn, lượng like nhiều và được các cái khán giả quan tâm. ha. cho nên là hy vọng mọi người sẽ giúp đỡ mỗi người một cái nút like để cho video và cho channel càng ngày càng phát triển. ok, hẹn gặp lại mọi người ở trong những cái video tiếp theo. bye bye.